bao giờ em có bao giờ bạn phép một từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, như những bài hát mà anh viết là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, chỉ để cảm giác nguyên vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm được, em chỉ cần nói không có gì lắm. Ê, tên của anh là anh còn nhanh hơn. Em có muốn được nghe tất cả bài thơ mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, em ơi, em khi em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. You're thinking too tough. He hates you more, I need you right. I mean, I ain't even gotta try. And never yours, but you are mine. Nghe lộ tai, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất. Thằng bạn em tức vì mình hút hết đúng, nó cất. Thằng bạn em tức vì anh ấy con nhỏ nó crush. Ey, I'm in. But you in love with the flow. You can tell and all your friends, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là, cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi em, khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. Em never yours, but you are mine. Em à, Margaret Mitchell từng viết, để yêu và được yêu, và mọi người không biết cách hôn em. Horace Pasternak viết rằng, để yêu và được yêu đó là đủ, bởi vì không còn mảnh ngọc nào đáng giá hơn trong mảnh đời tối tăm này. Victor Hugo viết rằng, anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách thương nhau trên thiên đàng, và được gửi xuống trần gian để xem chúng ta đã học được những gì chúng ta đã được dạy hay không. Em ơi em, khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I need you right. I mean, I ain't even gotta try. I'm never yours, but you are my, oh, my, my. Oh, damn!